Bí kíp tuyệt học THOL dành cho Zinner đích thực. Kỹ thuật tập luyện, kiến thức cơ bản, nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng văn hóa gym, vì chất lý thể hình phục vụ cuộc sống. Thể hình online school. Xin chào các bạn, Dương Nguyễn và Văn Trinh quay trở lại với các bạn trong chương trình THOL School, những chủ đề tàu vệ tinh, hậu vệ tàu sân bay. Deadlift là tàu sân bay. Chúng ta đã đi qua chiêm ngưỡng cũng như khám phá hai cái tàu hậu vệ quan trọng, đó là back hay extension. Go. Năng lượng vừa giờ chưa? Rồi, mình ra cái. 1 2 3 4 5 6 Cố lên. 7 8 9 10 11 12 Cố lên. Rồi dừng ra. Và bài Good Morning. Đứng thẳng đúng. Đứng thẳng rồi, đúng rồi. Rồi. Ok. Đúng rồi bạn. Đó. Tức là bạn tại sao cái mông đưa làm sao ta? Cứ tập đi em, cứ tập đi. Chuẩn rồi đó. Đó, ok. Rồi xuống, đó, BT xuống chưa? Bây giờ chúng ta đi qua một cái bài hồ vệ tên lửa thân thiết của bài deadlift. Đó cũng là bài deadlift. Nhưng mà bây giờ chúng ta khoan deadlift với cây barbell. Tại vì deadlift với cây barbell thì nó sẽ có một độ khó rất khó. Thì các bạn cần phải trải nghiệm hết tất cả những vệ tinh của nó để có được một cái skill. Skill là gì? Một cái kỹ năng, một cái thói quen, đúng không? Một cái kỹ năng là cái gì? Một cái thói quen, nó rất là quan trọng trong thể hình các bạn. Nếu như các bạn nói tiếng Anh thì các bạn có kỹ năng nói tiếng Anh, bạn tập luyện thường xuyên tự nhiên bạn phọt ra luôn, bạn chưa biết bạn nói gì mà nó không sai mới ghê, đúng không? Ví dụ bạn bởi vì mình có I love you, nói tự nhiên nói tình cảm dân cảm xúc nó I love you, chả biết nó I love you là gì cả, nhưng mà bảo đảm mà nó không sai, tại nó nằm ở trong cái phản xạ của bạn rồi, nó nằm ở trong thói quen của bạn rồi, nó nằm ở trong nhận thức của bạn rồi. Thì các bạn đến với bài deadlift thì cái cơ chế chuyển động của bài deadlift nó phải nằm trong nhận thức của bạn trước đã. Mà bạn muốn biết được cái cơ chế chuyển động của bài deadlift nằm nhận thức thì bạn phải luyện bài back hypertension nãy và cái bài good morning hồi nãy để cho biết được cái gặp người nó như thế nào. Bây giờ gặp là không có sai, không có chuyện mà gặp như vậy. Lương công ta, lương không công luôn, nằm tiềm thức luôn rồi đó. Giờ gặp công gặp không được bạn đó. Chứ mấy bạn mới vô gặp công như vậy là không có được nha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bài deadlift với tạ kettlebell. Vân Trinh có bao giờ tập qua bài deadlift với tạ kettlebell chưa? Chưa. Kettlebell là một cái thiết bị thể hình rất là đa dạng, rất là phong phú ở các bài tập, kỹ năng, không gian tập luyện. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta chưa khai thác được yếu tố này. Và THOL cố gắng là đơn vị tiên phong phát triển những cái bài tập dựa trên kettlebell. Và sau này ở phòng gym THOL Gym Center bên Bình Tân, cái hệ thống tạ kettlebell của chúng tôi sẽ rất là phong phú đa dạng, cả về chất lượng lẫn số lượng, bên cạnh đó là khối lượng. Tại sao lại là kettlebell? Tại vì kettlebell nó đơn giản ở vấn đề trọng tâm. Các bạn muốn tập free weight tốt thì các bạn cần phải kiểm soát trọng tâm tốt, không thể nào khác được. Mà cả tạ chuông hay tạ ấm hay là kettlebell nó có một cục à, nó dễ tập bạn, nó dễ trọng tâm nó nằm có một chỗ à. Còn bây giờ đó, bạn tập cây dài, bạn hiểu không? Trọng tâm của cây dài là cái gì? Là trung điểm của cây dài đó. Mà muốn xác định được trung điểm của cây dài đó thì bạn cần phải lấy điểm đầu bên đây cộng điểm đầu bên đây chia đôi thì mới đạt được cái trung điểm. Mà để xác định được cái trung điểm cho nó chuẩn á thì hai cái tay bạn cầm nó phải chuẩn nữa, đúng không? Hai cái tay bạn cầm nó không chuẩn thì trung điểm bằng sai thì bạn tập trọng tâm nó sai, nó méo lưng, nó gãy lưng, nó cong lưng, nó đau lưng, tùm lưng kiểu hết, nó sẽ rất là khó. Rồi bây giờ với cục tạ này, thứ nhất tập đỡ chai tay dễ, phụ nữ tập bao đẹp, đó là những lý do mà Duy cần phải đưa bài này vô trong một trong những cái bài vệ tinh rất quan trọng về deadlift. Anh tập chưa? Chưa tập. Bây giờ anh dựa vào những cái kiến thức anh nói nãy giờ em thử tập
Em thử tập là em dựa những cái gì anh nói thôi chứ em chưa tập đúng không? Chưa tập thì giờ tập. Thấy chưa? Bạn Vân Trinh đã có một quá trình tập thể hình 1 năm. Nó hơi phí á. Nếu mà vô tay anh đào tạo 2 tháng là bảo đảm mà trình độ cao hơn rồi. Cái tội không có tiền muốn BT. Rồi. Thấy nó xấu xấu thì sao bạn ơi? Thấy nó xấu xấu thì sao bạn? Anh không biết dùng cái từ gì mà thấy người giống như là cóc ngồi gì vậy vậy nhìn nó. Tức là ở cái động tác của bạn Vân Trinh vừa rồi không có sự rõ ràng. Không có sự rõ ràng. Deadlift không ra deadlift. Mà Roman and deadlift cũng không ra, không ra Roman and deadlift. Lai giữa hai cái đó, thì em cứ tập cho đúng một trong hai đi, rồi còn một hồi qua cái school tiếp theo anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp nên chọn cái nào trong hai đó. Bây giờ nếu là deadlift đúng không thì sẽ tập vậy nè, đó deadlift thì không đúng mà deadlift như thế lên giống nhau thôi đó, lên không? Rồi hạ xuống dứt khoát, rồi lên tiếp. Hả xuống. Đánh lift thường nó sẽ có giai đoạn nghỉ ở giữa các rep, không có tập liên tục. Đó, lên. Hả xuống. Còn nếu mà Roman đánh lift thì phải tập vậy chứ. Nè, lên. Rồi. Không, cái cơ chế chuyển động không khác gì so với những hai cơ chế nãy em tập, đó là bài back hay extension gặp cái lưng lên. Thì bây giờ cũng vậy, nhưng mà dùng cái đùi đạp lên xong mới gặp. Rồi làm lại chậm chậm đi. Romanian đi. Rồi. Sẽ biết rồi, cái đó là deadlift thường. Cái đó là deadlift thường. Con gái không nên tập deadlift thường làm gì cả. Không được nhiều đâu. Mình tập một động tác, mình phải được nhiều lên thì chúng ta mới tập. Rồi tập rồi mà làm đến tiếp nha. Đó, đúng rồi. Các em thấy form người bao giờ á là trên dưới cũng 90 độ. Cái nguyên tắc nó nãy giờ chúng ta qua là hai bài về hậu vệ tên lửa rồi. Đúng không? Form người 90 độ lên tư thế 1. Tư thế 1 là sao? Tư thế đứng như nào? Tư thế 1. Di Nguyễn có 3 tư thế. 1, 2, 3. Sao mệt không? Feel không? Nhẹ đúng không? Đó. Thì ở cái bài tập này cái vấn đề trọng tâm nó đơn giản hơn bài nãy rất nhiều. Nó chỉ là cái cục tạ này thôi. Rồi. Không có chạm. Không chạm. Rồi. Rồi mà nó đứt chứ. Ừ xuống. Rồi rồi. Ý cho nó nè. Cái này nó chậm như này. Rồi rồi. Không phải cắn vô mông nhiều hơn nữa. Tạ càng gần người càng cắn vô mông. Em cắn đúng không? Nó cắn vô mông thì nó sẽ cắn vô đùi sau. Em thấy lúc này cái mông nó giãn ghê chưa? Mông nó giãn đâu nãy nhiều chứ. Vậy nó mới đẹp. Lúc Facebook có nhiều like. Rồi
dụ như Facebook em nhiều like, mốt em lỡ em bán mỹ phẩm cũng nhiều khách. Trong các kỹ thuật freeway có một cái nguyên tắc. Nguyên tắc này là anh ngẫm ra không biết đúng hay sai, nhưng mình sẽ chia sẻ cho các em vậy. Trong tất cả các kỹ thuật freeway em nên để tạ gần người, giống như là tập võ để cầm kiếm mà cầm phải gần người chứ cái gì nó mới thủ, nó mới chắc được. Em để xa xa vậy nó hở nha. Mà thủ gần người lại á. Đúng rồi, giờ em để dơ đó, nó quýnh vô đây một cái rồi ngồi đó bú luôn à. Đó, nên tạ nó phải gần người. Ví dụ như em tập như vậy, trong tâm sẽ bét à. Mặc dù nhìn thấy cũng đẹp đẹp, các bạn nhìn lại sẽ không thấy gì sai đúng không? Nè, bạn tập nè. Đó, anh Duy tập vậy đó, bằng sao thấy sai được. Anh Duy tập bạn bằng sao bạn dám nó sai. Đúng không? Nhưng mà thật sự nó sai. Đó. Đó. Đúng phải làm vậy. Nè, tạ gần người. Đó, thấy khác không? Thấy khác chưa? Xuống như thế nào được là đúng. Xuống từ từ, khi nào mà căng cái đùi sau, căng mông là đúng. Không? Cái đùi sau là cái đùi cái đây nè, nhất là đúng nha. Ở cái bài này có một bài tập như này. Tức là phòng tạ của bạn có những cái stepper. Stepper như là cái dạng như là hai cái ghế các bạn, hoặc là mấy những bậc thang để bước á. Đó, các bạn xuống bạn chê nó chưa đủ sâu. Bạn quất mấy stepper lên dạng như vậy. Dạng như là lấy hai cục tạ mà chim chim lên vậy nè. Ở đây thì phòng hiện tại thì TH cái những cái stepper của TH Tân Lợi nó đang ở trên biển Thái Bình Dương á. Nó chưa có về Việt Nam. Nên chưa minh họa được trong giai đoạn này. Các bạn sẽ chế một cái nó giống vậy. Đó. Đúng không? Stepper. Rồi để bạn tập chi xuống sâu hơn. Xuống sâu là xuống tới đây nè. Đó, xuống sâu là xuống đây, căng cơ đùi nhiều ác luôn á. Lên. Lên, rồi thấy cũng được được đó. Đâu, Dương Trinh vô làm thử coi. Không chết đâu. Không chết đâu. Rồi anh thấy không? Em nhìn cái mấy tụi em nhìn kỹ cái lưng nè. Cái lưng lúc này nó xuống sâu quá nè, cái lưng nó thấp hơn cái mông. Thấy chưa? Cái lưng nó thấp hơn cái mông. Thì xét về độ căng cơ đùi sau và căng cơ mông lúc đó sẽ rất tốt. Nhưng mà xét về cái độ bật lên nó sẽ nguy hiểm. Lúc mà em bật người đó lên nó sẽ nguy hiểm. Em thấy ghê ghê. Lưng nó muốn còng xuống dưới. Ừ, thấy ghê ghê đúng không? Thì cái việc này có nên hay không nên? Cái việc này là không nên. Không nên để cho cái lưng trên nó thấp hơn cái mông. Tuyệt đối không. Còn nếu mà bạn là do sử tay dài quá, bạn bị tay dài thì bạn chêm như vậy được. Bạn chêm hay không chêm nó không quan trọng, mà cái việc cái lưng của bạn với cái mông của bạn đó nó phải tối đa là nó thẳng hàng vậy thôi, nó ngang ngang nhau thôi, chứ nó không được là cái lưng nằm thấp hơn cái mông. Cái lưng nằm thấp hơn cái mông là cái vị trí đó nó quá ghê rồi, nó gập vậy nè, bật lên, gập bật lên nguy hiểm quá, nó chỉ ngang ngang vậy thôi, bật lên nó hiệu quả nha. Thì cái vị trí này thấy một số bạn tập thì cũng sẽ nói thêm để cho bạn nói. Chúng ta sẽ đến với khối lượng tạ các bạn. Đối với bài deadlift, cho dù muốn hay dù không, chúng ta cũng cần phải tập để có một cái khối lượng nhất định, để cho nó còn phát triển cơ bắp, nó còn tăng hệ thống miễn dịch chúng ta lên, để chúng ta khỏe mạnh, để ra ngoài đường bị cảm ít hơn, trái gió trở trời đỡ sổ mũi, đỡ ho hơn, rồi sau này có em bé mau phục hồi hơn. Đó, đi vô phòng mổ mấy bà bác sĩ bà sợ luôn. Trước khi mổ uống ao liếp. Cô lộn vậy, trước khi sinh uống ao liếp. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với Văn Chinh trải nghiệm khối lượng tạ 24kg ở bài tập deadlift với tạ kettlebell. Tập phải ráng 10 cái, có nghĩa là phải 10. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Động tác deadlift nó quan trọng ở cái thế đứng cái chân. Nếu mà đôi giày bạn không vững á là bạn rất dễ bị chấn thương. Rồi, đủ chưa? Đủ chưa? Đúng rồi. Đủ rồi. Ủa? Bơm mana. Bấm đồng hồ nghỉ đúng không phút. Tập lên thật tám. Quan trọng là tập cho nó đúng phương pháp. Ngồi đa mấy phút như thế này nha các bạn. Phụ nữ là cần dẻo dai, tác động là hơi mở nữa. Vô.
Đây là anh đang chia sẻ cách các bạn ráp cái bài để vô buổi tập, chứ không còn đơn thuần là kỹ thuật nữa nha. Cố lên mười, cố lên nào, cố lên nào, cố lên, cố lên, cố lên. Bao nhiêu rồi? Rồi đủ rồi phải không? Tiếp uống hết luôn. Pha lo dụng hậu cần thôi. Rồi cho em thời gian là vàng bạc, tập đi về rước chồng con nữa. Em nhắm mắt lại tí xíu, phục hồi chừng 10 giây tới 15 giây thôi. Cái này bảo anh mới học lóm bồ, anh họ dạy yoga. Nghĩ về mục tiêu tiếp theo, nghĩ về sứ mệnh tiếp theo, nghĩ về sếp tiếp theo. Tôi thành công hay tôi thất bại, tất nhiên nó không quá nặng để chúng ta đánh đổi, nhưng mà chúng ta cần phải có một sự nghiêm túc về nó. Vô! Bạn vô đây đưa như Nguyễn là BT là bạn chứ không được từ chết bị thương thôi. Ha, người BT không quan trọng nhìn coi học viên của mình tập luyện động tác là có ổn hay không, có ok hay không. Khi mà cảm thấy không có ok nó sẽ có biểu hiện các bạn. Bạn nhìn vô cái thật video. Đó, cân bằng động lực. Ok. Good, good, good. Tại sao phụ nữ cần phải chú trọng vào những cái bài này? Tại vì những cái bài này nó mang chúng ta một lợi ích ở một cái diện tích cơ rất là lớn. Bạn nghĩ cái cơ nguyên tử dưới chặt xuống coi, ăn khúc trên là cái chắc, đúng không bạn? Giờ bạn tin bạn lấy cơ đùi với cơ chân với cơ mông cơ này cơ bằng cân thôi, nó nặng hơn một trên chứ gì nữa. Rồi trong vị trí là một người con gái tập bài này thì em có những cái thắc mắc gì hay là những cái khó khăn gì trong cuộc sống? Ví dụ như em tập về mà nó run tay, cầm xà bông tắm không có được, dẫn tới hôi mình hay là như thế nào? Để hỏi anh sẽ giải đáp cho em. Anh thấy có nhiều bạn hỏi là tập bài này á đứng chân trụ nhiều quá, tôi sợ chân to. Đương nhiên tập chắc chắn là cơ chân nó phải phát triển, đúng không? Em tập luyện cơ chân chắc chắn là phát triển. Còn cái chân nó to hay không, nó dựa vào hai yếu tố sau đây. Một, gen di truyền. Gen di truyền của bạn thuộc dạng chân to, bạn tập kiểu gì chân cũng to cả, phải chấp nhận. Cái thứ hai, tập tạ quá nặng. Tập tạ quá nặng dẫn đến test tăng cao. Ăn uống tầm bậy thì như thế nào, đúng không? Tập nặng ăn tầm bậy thì nó dẫn đến cái trạng thái cơ tăng, mỡ tăng, nước tăng, cái chân không tăng mới là lạ, đúng không? Bây giờ các bạn nữ có trạng thái xả cơ là bạn đã sai lầm ngay trong cái tư tưởng của bạn. Tư tưởng nó sẽ quyết định hành động của chúng ta, mà tư tưởng là sai lầm dẫn đến hành động chúng ta sai lầm, và cái kết quả sẽ sai lầm, đúng không? Em tập luyện thì phải quan trọng nhất khối lượng tạ không được quá nặng. Em tập mà 10 set còn đúng form còn đẹp là khối lượng tạ không nặng, em cứ yên tâm, vấn đề đó không sai. Cái thứ hai nữa là em về em ăn uống cho nó đàng hoàng vào, tỷ lệ 4:4:2 theo Lean Body, thực đơn Lean Body, chứ không có ăn uống tầm bậy tầm bạ để rồi dẫn ra người mỡ không giảm, nước tăng, cơ tăng thì em chỉ có thành robot thôi. Chỉ có phụ nữ tập người ta mới hiểu cái cơ thể họ như thế nào. Một người đàn ông không thể nào hiểu được cơ thể của phụ nữ. Cái bạn hiểu ở đây là hiểu về những cái kiến thức chung chung, chứ không thể nào hiểu về những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người ta gặp phải khi mà họ đến với gym, họ gặp những khó khăn gì. Khó khăn về tiền bạc, khó khăn về trang phục, khó khăn về giờ giấc, khó khăn về công việc đó. Và vấn đề chúng ta ngồi đây là chúng ta mổ xẻ những cái khó khăn đó ra, chúng ta cùng nhau giải quyết khó khăn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình THL School. Video này xin được khép lại ở đây. Chúc các bạn có những cái kiến thức mới thông qua video này, và hãy cùng tập luyện với Bông Trinh ở các bạn nữ và bổ sung một số kiến thức mới dựa vào những điều mà chị Nguyễn từng sẽ chia trong video này. Chúc các bạn có một cái body hoàn mỹ, chúc các bạn có một cuộc sống thành công. Xin chào, kính chào. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn.
Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.